Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Mèo chết nhân răng do Kỳ Vân cư sĩ biên khảo như sau. Bài pháp Mèo chết nhân răng trích trong quyển Kinh Phật Vương Di Lạc trang 13 đến 16, Đức cậu Bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết, Thiền Tịnh biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1999. Nội dung cảnh báo năm Mèo Quý Mão 2023, thế chiến 3 phát khởi từ Trung Đông dẫn đến tận thế đây còn đợi chờ ba tiếng sấm, nổ vang rền biết gấm đi đâu. Tình biểu sơn thất tự ta tàu, lối cứu thoát giải hầu bể khổ. Phải dán đi tam thiên nhủ bộ, cận đời rồi Phật tổ gần khai. Mèo sắp kêu ba tiếng ngày ngày. Đã còn nổ biển ai cạn tắt. Đói với thảm ôi thôi ruột thắt, điên với cuồng ai bắt linh hồn. Nứt giã hai võ trụ càn khôn, lo hoàn chỉnh linh hồn mới quý. Ngoan ngoãn đem của tài bố thí, đổi lại đi dũng sĩ kiên cường. Đặng gặp ông Di Lạc Phật Vương, gần hiện thế lập trường dạy đạo. Phải trơn chính đừng nên giả mạo, thúc gọi dân hung bạo dáng xa. Đừng có chơi đám quỷ tà ma, chịu liên lụy vậy mà khó tránh. Tập ngôn ngữ tập thôi cái tánh, môi mềm môi đối cảnh với phàm việc hiền lương ta cứ lo làm. Cầu tích đức luận đàm đừng bỏ, mặc ma quái khua môi khoe mõ, ta hàn vi hiểu rõ ta mừng tu ngoài môi nó vội khoe sưng. Ta tu trí tâm đừng sao xuyến, mong làm sao Phật Ngài xuất hiện, cho ta này tu luyện thành thân. Bữa chúng sanh đời đã hầu gần, đừng có tạo có tần chi uổng. Đây sắp tới trời khai miếng ruộng, hỡi tự nhiên mà lại được thành. Ta thấy rồi ai lợi ai danh, đâu còn nữa mà giành mà giựt, thấy bá tánh suy vi nồng nực, cậy thần linh chịu cực trực chờ. Thương bá ra bị chịu trơ vơ, thuyền đậu đợi bên bờ rác ngạn. Hùng dữ ác ôi thôi có hạng, quá leo lể chắc bị cháy thiêu. Không sớm mai ắt cũng đến chiều, mèo thúc dục ôi thôi chắc hết. Mê vật chất phải bỏ phải lết, cất ở đâu cũng móc cũng moi. Dấu vết kia mèo kiếm hẳn hỏi, đừng có chối ôi thôi oan uổng. Nó rõ ràng đừng nên chiều chuộng, ta nói đây sắp muộn cờ trời. Ai chí mình đừng có lả lơi. Ta nói đó chi rồi hiểu biết mèo vang dậy kêu ôi quá xiết. Ăn vụng chi phải thuốc chết nhầm. Chết thật là cũng chẳng có lầm. Tại gian ác móc moi tầm kiếm. Món ngon béo ta đang giấu giếm. Cũng tầm phăng để kiếm rồi ăn. Ăn vụng chi mèo chết nhăn răng. Thấy cũng khổ khó khăn thương xót. Mê mồi miếng mê điều dịu ngọt. Mê món ngon bị lọt hố sâu. Mèo kêu ba vang dậy thảm sầu. Tại gieo hắn rồi thôi phải lãnh nó ngao lên rồi ôi xa cảnh phải cố quào rồi mới buông tay bần cuồng điên nói lý hôm nay cho người hiểu luận bài suy cảm nhìn tới đây trời u đất ám biết nói gì thông cảm thần dân nói thi thơ nói lại bắt vần nói điếc dại ngu đần quá xá nói bảo người đừng nên nhân cá dáng tu tâm đạo quả thuận thành nói cho người bớt giọng khôn lanh bớt xưng bá xưng anh hùng mạt nói cho người đừng ca đừng hát luận đạo đi giải thoát tu hành, tu trong tâm trí tuệ nhẹ thanh, tu trí thiện làm lành lánh giữ, tu nết hạnh ta đầy gìn giữ, tu bỏ đi tánh chất đam mê, tu rồi ôi tiên cảnh ta về, tu cho xứng làm người Phật quốc, tu phạm tâm đua chen biến mất, tu làm sao siêu bậc thánh hiền, tu giữ gìn hai chữ trung kiên, phải cam chịu làm hiền lánh giữ, tu làm sao chớ nên bỏng bưởi, dù bỏ thân hai chữ hiền lành để sau này coi Phật tái sanh, coi có Chúa Nam thành đất Việt. Trích Kinh Phật Vương Di Lạc Trang 13-16, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 1999. Lời bình, những câu sấm. Đây còn đợi chờ ba tiếng sấm, nổ vang rền biết gấm đi đâu. Tình Biểu Sơn thất tự ta tàu, lối cứu thoát giải hầu bể khổ. Phải dán đi tam thiên nhủ bộ, cận đời rồi Phật tổ gần khai. Mèo sắp kêu ba tiếng ngày ngày. Đá còn nổ biển ai cạn tắt. Đói với thảm ôi thôi ruột thắt. Điên với cuồng ai bắt linh hồn. Nứt giã hai võ trụ càn khôn. Lo hoàn chỉnh linh hồn mới quý. Ngoan ngoãn đem của tài bố thí. Đổi lại đi dũng sĩ kiên cường. Đặng gặp ông di lạc Phật vương. Gần hiện thế lập trường dạy đạo. Cuộc tận thế sẽ có ba tiếng sấm long trời lỡ đất, di son đảo hải, biến đổi ngũ hành, thay đổi vạn vật, khứ thước lưu thanh, hiền còn giữ mất, chết bảy còn ba. Đây còn đợi chờ ba tiếng sấm, nổ vang rền biết gấm đi đâu. Đến năm mèo quý mão 2023, sẽ có sự cố thế chiến ba khói từ Trung Đông, chiến tranh tàn phá lầu đài sụp đổ, người chết vô số, đói khát tràn lan. Vậy năm mèo đang tới cận kề rồi, thiên tai chinh chiến gây bao cảnh tang thượng người đời hãy mau tu hành làm lành lánh giữ niệm phật bố thí phước huệ song tu vơi nghiệp chướng may ra sống sót coi đòi thánh đức cận đời rồi phật tổ gần khai mèo sắp kêu ba tiếng ngày ngày đá còn nổ biển ai cạn tắt đói với thảm ôi thôi ruột thắt điên với cuồng ai bắt linh hồn nứt giã hai võ trụ càn khôn lo hoàn chỉnh linh hồn mới quý ngoan ngoãn đem của tài bỏ thị Đổi lại đi dũng sĩ kiên cường, đặng gặp ông Di Lạc Phật Vương, gần hiện thế lập trường dạy đạo. Năm mèo quý mão 2023 đang đến gần, thế chiến ba bùng nổ từ Trung Đông, do lòng tham của loài người gieo giống ác từ bao đời trước, nay đến thời kỳ quả chín mùi rồi phải dụng, chúng sanh phải trả quả, chết vì dịch ôn, chết vì thiên tai, chết vì chiến tranh nguyên tử. Bớ chúng sanh đời đã hầu gần đừng có tảo có tần chi uồng Đây sắp tới trời khai miếng ruộng, hỡi tự nhiên mà lại được thành. Ta thấy rồi ai lợi ai danh. Đâu còn nữa mà giành mà giựt, thấy bá tánh suy vi nồng nực, cậy thần linh chịu cực trực chờ, thương bá ra bị chịu chờ vơ. Thuyền đậu đợi bên bờ rác ngạn, hung dữ ác ôi thôi có hạng. Quá leo lể chắc bị cháy thiêu. Không sớm mai ắt cũng đến chiều. Mèo thúc dục ôi thôi chắc hết. Mê vật chất phải bò phải lết, cất ở đâu cũng móc cũng moi. Dấu vết kia mèo kiếm hằn hỏi. Đừng có chối ôi thôi oan uổng. Nó rõ ràng đừng nên chiều chuộng, ta nói đây sắp muộn cơ trời. Ai chí mình đừng có lả lơi, ta nói đó chi rồi hiểu biết. Mèo vang dậy kêu ôi quá xiết. Ăn vụng chi phải thuốc chết nhầm. Chết thật là cũng chẳng có lầm, tại gian ác móc moi tầm kiếm. Món ngon béo ta đang giấu giếm cũng tầm phăng để kiếm rồi ăn. Ăn vụng chi mèo chết nhăn răng. Thấy cũng khổ khó khăn thương xót. Mê mồi miếng mê điều dịu ngọt, mê món ngon bị lọt hố sâu. Mèo kêu ba vang dậy thảm sầu, tại dèo hắn rồi thôi phải lãnh. Nó ngao lên rồi ôi xa cảnh, phải cố quào rồi mới buông tay. Bần cuồng điên nói lý hôm nay, cho người hiểu luận bài suy cảm. Nhìn tới đây trời u đất ám, biết nói gì thông cảm thần dân nói thi thơ nói lại bắt vần, nói điếc dại ngu đần quá xá. Đức cậu khuyên người đòi hãy mau quay đầu sám hối tu tâm, thiền định niệm Phật, giữ chọn đạo làm người, giữ chọn đạo hiếu chung may ra sống sót qua cuộc sàng lọc kỳ này. Nói bảo người đừng nên nhân cá, dáng tu tâm đạo quả thuận thành. Nói cho người bớt giọng khôn lanh, bớt xưng bá xưng anh hùng mạt. Nói cho người đừng ca đừng hát, luận đạo đi giải thoát tu hành tu trong tâm trí tuệ nhẹ thanh, tu trí thiện làm lành lánh giữ, tu nết hạnh ta đầy gìn giữ, tu bỏ đi tánh chất đam mê, tu rồi ôi tiên cảnh ta về, tu cho xứng làm người Phật quốc, tu phàm tâm đua chen biến mất, tu làm sao siêu bậc thánh hiền, tu giữ gìn hai chữ trung kiên, phải cam chịu làm hiền lánh giữ. Sydney, ngày 14 tháng 11 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo xin chân thành cảm ơn quý phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem